Rồi, cô chú coi chay nè. Girl, can you put it right there? Ở đây đây mẹ làm cho. Đưa đây. Đưa đây mẹ lấy cái này nè mẹ, mày lắp cái chân con lại. Did you see that thing? Gấp chân lại. Nó làm như nó đang ở biển vậy đó. Mommy, you make me breakfast. Đâu con tự làm đủ thừa. Tự nhiên cái chân con nó dở ra con đủ thừa mẹ. Thôi để mày giờ lên mày vô lại lấy ra đồ cột tóc lên cho con. Thôi thì đó mày để đó cho cô chú nói chuyện cô chú đi. They told us boys only. Because you girls can't sit. You girls like to walk around while the boat's going. So what? Where's the kid? Where the big kid? Whoa. Yeah, go swimming, JD. Where are you going? Like, Yeah, you should listen to Jade. I just never did it. Cái chị này chị nói hả, bé này tên là Mia. Bây giờ nó muốn xuống bơi với chay. Cái chị này chị nói hả, con cần đi học lớp học bơi giống như chay vậy đó. Cái chay nói hả, bởi vì hồi nãy lúc ngồi trên xe đạp, trên xe đạp mà chạy đi công viên á hả, là con đã nói rồi, con nói là hả đi nên đi học lớp bơi rồi. Hết rồi. Dữ mà. Bơi đi. Giờ dặn dạng bơi chút xíu. Hả? Có Ngọc mà xuống nữa là nó bơi ra tới ngoài kia luôn á cô chú. Vô chơi Mia đi con. Hả? Không, nó chỉ muốn cho say hi thôi à. Thôi mà. À, con chó nó làm đồ ướt luôn phải không? Chó nãy giờ nó tắm á. Dragons have long tails, you're right. That's a short tail. Daddy, where you going? Pretend to be the what? Okay. We're gonna go fight, okay? Okay. Nine ninja. Okay. That's nice. Hai đứa nào có được đời nó không cô chú? Let's go where? Đi đâu? Where? I want to pet the dog. Oh, you want to say hi to the doggy? Uh-huh. Mia, you want to go? Okay. Say hi to the doggy. Say hi. Twiggy? Yeah, here, here. Hi, Twiggy. Teddy, stick your butt up. Yeah! Her name is... His name, his or her? It's Twiggy. It's Twiggy.
Teddy turtle. Dạy nữa. Dạy con người ta là giò đầu nhỏ nhỏ. It's fluffy. Hỏi nó có mềm không? Trời ơi, lại cho khỏi con người ta rờ đầu hỏi thấy thấy lông nó có mềm không mà được đời không? Pretend to be the what? Okay. We're gonna go fight, okay? Okay. Night ninja. Okay. That's nice. Hai đứa nào có được đời nó không cô chú? Let's go where? Đi đâu? Where? I want to pet the dog. Oh, you want to say hi to the doggy? Uh-huh. Mia, you want to go? Okay. Say hi to the doggy. Say hi, Twiggy. Yeah, here, here. Hi, Twiggy. Teddy, stick your butt up. Yeah. Her name is, his name, his or her. It's Twiggy. It's Twiggy. Teddy turtle. Dạy nữa. Dạy con người ta là giò đầu nhỏ nhỏ. It's fluffy. Hỏi nó có mềm không? Trời ơi, lại cho khỏi con người ta rờ đầu hỏi thấy thấy lông nó có mềm không mà được đời không? JD, screw over. Ooh, you're on her tail. Sit up. It's okay, JD. You can, you wear your tail anyways. JD. Okay. Okay, let's go. Let's go. Hey, Ma. Cái gì? He was stepping on the driveway. What about she gonna press the gas and you gonna use the steering wheel? Yeah. Help me press the gas. Mia, press the gas. Take your feet, okay? Then you go. You control this. Oh. Look, hold. So Mia, so you teach Mia hold this. And I'll move just like mine. And I'll drive just like mine. You gotta move it where you want to go. Yeah. Dẫn chị Mia chơi đó. Con đó đang đứng lại đằng đó. Nó đang đứng dán cái đuôi nó lại kìa cô chú kìa, cái đuôi bị xúc rồi. Dán đuôi lại. Hold on. Say can I get in? Mia, put her tail on for her. Đang dán cái đuôi vô. Ác thiệt cái gì. Mia, can you put her tail on? Gắn vô chỗ bằng được á. Nhảy ra cô chú. Wow. Who you looking for? The girl? Can you pick it for me? Cái gì? What you mean? I don't understand. Sao? Xin lỗi sao? Con bữa nay mẹ thấy con hư lắm. Mẹ không có thích vậy nha. Trời đất ơi, rồi đây nè. Rồi lỡ mà con đụng vô xe của ai rồi hư xe người ta rồi sao? Con xin lỗi. Đâu nhiều lúc không phải xin lỗi rồi là hết chuyện. Vô đây.
không được lái xuống đường nữa nghe chưa. Lái phải lái vòng vòng trên này thôi nghe chưa. Rồi đi đi, quành lại chơi Mia, lẹ lên. Yeah, không mấy Mia đi về là con buồn đó. Mia khóc đằng đó kìa. Mẹ con xin lỗi nữa. Con đang đập quá. Trời, có ai lái xe kiểu đó không? Làm gì vậy? À, ngồi xích beo vô.